Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cùng đến với dự án để nhận 10 đô la cái token FIL. Và để tham gia vào cái dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì thực hiện các nhiệm vụ trên biểu mẫu này. Rồi, trước tiên mọi người cần đăng nhập nhé. Sau khi đăng nhập xong thì sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter, chọn follow. Rồi, theo dõi. Quay trở lại. Bấm chọn continue. Tiếp tục retweet. Chọn retweet. Rồi, tweet lại. Like. Sau đó quay lại. Continue. Rồi, join tiếp vào Telegram. Rồi, kích chọn join. Rồi sau đó quay trở về biểu mẫu Continue Rồi ở dưới cùng này mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví nhé À Cái địa chỉ ví này hiện nay quá Thì mà yêu cầu mọi người sẽ phải có tối thiểu là một rep nhé Thì nó sẽ mở cái địa chỉ ví này cho mọi người Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào đây để copy cái đường link chia sẻ này Đó Ok sau khi chia sẻ được thì mọi người chỉ cần một rep thôi thì nó sẽ mở khóa cái nhiệm vụ là dán địa chỉ ví rồi như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia vào dự án hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo